Các bác thân mến, đối với các mẫu loa bốt ở phân khúc dòng 301 thì các bác đều đã biết nó có rất nhiều những mẫu model khác nhau từ những dòng 301 Sonata, 301 AV Monitor. Còn đối với dòng 301 CD thì các bác thấy nó có dòng 301 Trơn, 301 CD2, 301 CD3, 301 CD4 và 301 CD5. Đây là những mẫu model được rất nhiều bác biết đến vì nó cho chúng ta vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể kết hợp hát karaoke rất là tuyệt vời trong gia đình. Và trước mắt màn hình các bác thấy được đây là 4 cặp loa 301 CD2, 301 CD3, 301 CD4 và 301 CD5. Ở video clip lần này thì em sẽ giới thiệu đến các bác về 4 cặp loa này kèm theo với một chiếc xúc đến từ bốt để các bác có thể tham khảo nghiên cứu về 5 mẫu sản phẩm này. Và nếu như các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và hiện nay thì các bác có thời gian, các bác có thể đến trực tiếp tại cơ sở của chúng em ở Hà Nội để giao lưu mua sắm các thiết bị audio mà mình yêu thích Và sau đây thì em sẽ tiến lại gần để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về từng mẫu sản phẩm Trước hết ở phía ngoài cùng bên tay trái thì các bác nhìn thấy đây là cặp loa bốt 301 CD2 phiên bản màu vàng Đối với dòng này thì nó có phiên bản màu đen và phiên bản màu vàng Và nó có dòng đầy đầu và dòng đời chót Các bác thấy đây là cặp loa sử dụng đời chót Tức là ở phía bên trong thì nó đã mang nội thất của dòng bốt 301 CD3 rồi. Tức là ở phía bên trong thì các bác thấy nó đã trang bị cho dòng bốt đen này một cái bóng ở phía bên trong. Ở video clip đã, lần trước thì Ama cũng đã giới thiệu đến các bác và em cũng đã tháo quay toàn bộ nội thất của dòng bốt 301 CD2 phiên bản đầy chót rồi. Các bác cũng đã uh, nắm được rất là rõ. Các bác thấy được rồi, tổng thể ở mặt trước của nó thì các bác thấy nó được bố trí hai cái tấm e căng vải chế đậy ở phía trước tấm ở phía trên này thì các bác thấy nó che đậy hai cái loa chép ở phía bên trên và một cái tấm e căng này thì nó sẽ che đậy phần loa bát ở phía bên dưới và đối với dòng này thì các bác thấy nó sử dụng đến 3 loa trên một thân thùng một loa bát có đường kính là 20cm, nó sử dụng màng giấy cân mút và nó sử dụng hai loa chép giấy được bố trí đạp xuôi chiếu nhau. Và các bác thấy đối với dòng này thì nó sử dụng lỗ thông hơi hình tròn được bố trí đánh chết nghiêng lên như thế này. Và cách thiết kế xuôi ngược của những dòng loa bốt Tức là một loa ở phía bên này đánh trách nghiêng xuống Và một loa ở phía bên này sẽ đánh trách ngược lên Cách thiết kế xuôi ngược nhau Đấy các bác thấy đây Loa bên này đánh nghiêng xuống thì loa bên kia sẽ đánh trách ngửa lên Và đối với dòng này thì các bác à, có thể dễ dàng kết hợp với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Các bác có thể lấy những dòng âm ly của D nông như 930, 940 rồi là những dòng 780D, 880D hay là những dòng 1500R, 1500AE. Các bác kết hợp thêm một chiếc vang nữa là chúng ta được một bộ cấu hình vừa nghe vừa hát rất là tuyệt vời trong gia đình. Ngoài ra thì điều kiện kinh tế của bác nào thấp hơn thì các bác có thể lấy những chiếc âm ly giao như dòng 203A này, 203D thì nó có mức giá vào khoảng tầm 5-6 triệu thôi. Là các bác à, kết hợp với cặp loa này là chúng ta được một bộ cấu hình vừa nghe vừa hát rất là tuyệt vời trong gia đình và cặp loa bốt 301 CD2 phiên bản màu vàng đời chót này thì có mức giá là 10 triệu đồng và tiếp theo ở phía bên này thì các bác thấy đây là cặp loa bốt 301 CD3 phiên bản black màu đen hiện nay thì Đối với dòng màu đen và dòng màu vàng thì bên cửa hàng của chúng em đều sẵn hàng. Nếu như các bác thích màu đen hay thích màu vàng thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em. Đối với chất âm của dòng Bose 301 Series 3 thì nó đem đến âm thanh tiếng rất là trong. Bởi vậy thì được rất nhiều bác yêu thích lựa chọn để sử dụng với mục đích nghe nhạc cũng như là hát karaoke trong gia đình. Đối với phiên bản màu đen và phiên bản màu vàng thì chất âm của nó không có sự khác biệt nhau. Tuy nhiên thì nó sẽ khác nhau về màu sắc cho nên thì cái mức giá của nó sẽ có sự chênh lệch nhau vào khoảng đôi triệu gì đó. Đối với cặp màu đen như thế này thì có mức giá là 14 triệu 500 nghìn đồng. Những cặp như thế này, đây là những cặp có số CD trùng nhau. Và một điều thì các bác thấy tất cả những cặp loa này đều là những cặp loa có số CD trùng nhau. Và cặp màu đen này thì có mức giá là 14 năm, còn cặp màu vàng thì có mức giá là 16 năm với tình trạng thì rất là đẹp. Đây là những cặp loa thì các bác thấy thì em cũng chưa vệ sinh đâu. Thì em cũng để để quay để giới thiệu đến các bác thôi, để các bác có thể tham khảo. Nếu như các bác mà có nhu cầu lấy thì bên cửa hàng của chúng em sẽ vệ sinh đẹp đẽ tinh tươm cho các bác để về là các bác có thể sử dụng thôi. Các bác thấy vỏ của nó thì còn rất là đẹp rồi. Đó là cặp bốt 301 Series 3. Ở phía bên này thì các bác thấy đây là bốt 301 Series 4 phiên bản Black màu đen. Đối với dòng này thì nó cũng có phiên bản màu đen và phiên bản màu đỏ sẫm. Còn đối với phiên bản màu đen thì nó sẽ nhiều hơn. Còn đối với phiên bản màu sẫm thì nó ít hơn. Ở mặt trước thì các bác thấy nó được bố trí một cái tấm e căng vải màu đen như thế này. Ở trước mặt thì nó có cái tem logo Bose Và dòng này thì nó cũng sử dụng đến 3 loa trên một thân thùng. Một loa bát có đường kính là 20cm. Nó cũng sử dụng màng giấy gân mút và nó sử dụng hai loa chép giấy. Đối với dòng này thì nó sử dụng một loa chép giấy được bố trí trách nghiêng như thế này và một loa chép giấy được bố trí đánh trích nghiêng về phía sau. Và các bác thấy nó có được trang bị hai cái tấm e căng như thế này. Đây là tấm e căng đặt ở phần loa chép ở phía bên này. Các bác thấy đây. Dòng này thì nó đem lại cái tiếng bát của nó rất là ấm. Và cặp loa bốt 301 CD4 phiên bản black màu đen trùng CD như thế này thì có mức giá là 9 triệu đồng. Ở phía bên này thì các bác thấy đây là bốt 301 CD5. Đối với dòng này thì nó cũng đều sử dụng đến 3 loa trên một thân thùng. Một loa bát có đường kính là 20cm, một loa chép đánh ở phía trước và một loa chép đánh ở phía sau. Ở mặt trước phần loa bát thì nó được bố trí một cái tấm e căng Các bác thấy ở trước mặt e thì nó có chữ tem logo của bốt. Và đối với dòng này thì nó đều sử dụng màng giấy và gân mút. Các bác thấy đây, đây là màng giấy và đây là gân mút. Đây là loa chép ở mặt trước này Và ở phía sau thì các bác thấy Nó được thiết kế một cái loa chép nữa Được bố trí nằm ở phía sau đây Và nó sử dụng lỗ thông hơi ở phía sau Đối với ấy, chất âm của những dòng loa bốt Thì bao giờ nó đem đến âm thanh của nó rất là trong Và cặp loa bốt 301 CD5 này Có mức giá là 6 triệu đồng Ở phía bên này thì các bác thấy đây là Chiếc súp Bốt M5 CD3 Các bác thấy thì đây là chiếc súp thì rất là tuyệt vời để các bác có thể sử dụng các bác có thể kết hợp à, một cặp loa bốt như thế này và các bác kết hợp với chiếc súp như thế này thì rất là tuyệt vời luôn súp của bốt thì các bác biết rồi tiếng của nó rất là đầm và ấm nghe tiếng của nó rất là dày và chiếc súp bốt mà 5 cd3 này có mức giá là 3 triệu đồng các bác thấy một chiếc súp rất là tuyệt vời để các bác có thể xây cho mình chiếc súp như thế này các bác có thể kết hợp à, trong bộ dàn âm thanh gia đình của các bác thì rất là đậm đà vì các bác biết rồi trầm bốt thì nghe vào giờ cũng phê vì dòng này thì nó sử dụng đến hai loa bát ở phía bên trong và như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu đến các bác về bốn cặp loa bốt ở phân khúc dòng 301 CD cũng như là cùng với một chiếc súp bốt M5 CD3 để các bác có thể tham khảo về năm mẫu sản phẩm này và cuối cùng thì em xin nhắc lại các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm bên xanh đây và sau đây thì cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.